Highlight đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất, bịt kín mít vẫn xoáy ngút ngàn. Sau bao ngày mong chờ, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 1 tháng 8, nhóm nhạc K-pop đỉnh đám thế hệ 2, Highlight đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đã có rất đông người hâm mộ đến chào đón các thành viên Highlight trở lại Việt Nam sau 4 năm cùng băng rôn cổ vũ. Ai ai cũng hào hức và vỡ òa khi dàn nam thần K-pop xuất hiện. Dù mệt mỏi sau chuyến bay dài, Du Jun, Joseop, Dong Eun và Ki Quang vẫn liên tục vẫy tay thân thiện chào người hâm mộ. Tuy nhiên vì chuyến bay dài nên các chàng trai thanh xuân đều ăn diện kín mít, bịt mặt kín và nhanh chóng di chuyển vào xe. Đông đảo fan không chỉ nhiệt tình mà còn vây kín cả một góc sân bay để chào đón nhóm nhạc đình đám xứ Hàn. Người hâm mộ có mặt từ rất sớm, ngay ngắn xếp hàng để chào đón các thành viên Highlight. Dù rất đông fan chờ đợi nhưng không hề tạo ra cảnh lộn xộn, chen lấn, người hâm mộ không giấu nổi niềm vui khi thần tượng trở lại Việt Nam. Trên trang cá nhân, Joseop và Du Jun không giấu được sự thích thú khi được trở lại mảnh đất hình chữ S. Dàn thần tượng check-in nhiệt tình ngay sau khi hạ cánh. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!